Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Giang cho biết, đơn vị vừa chuyển giao cho Công an huyện Bắc Giang một tài xế xe tải vi phạm giao thông bỏ chạy và gây tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 16 tháng 2, đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Giang làm nhiệm vụ trên địa bàn phát hiện xe tải mang biển Hà Giang vi phạm tốc độ. Khi cảnh sát yêu cầu dừng xe thì tài xế không chấp hành, phóng xe bỏ chạy. Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã cử tổ công tác phối hợp với lực lượng tại hiện trường bám theo chiếc xe vi phạm, dùng loa yêu cầu tài xế dừng xe. Tuy nhiên, tài xế xe tải vẫn lái xe lạng lách bỏ chạy rồi gây ra hai vụ va chạm, làm một người bị thương và một ô tô khác hư hỏng. Tài xế xe tải chỉ dừng lại khi lực lượng cảnh sát giao thông bố trí xe tải chắn ngang đường.